Võ thần chúa tể thuyết minh tập 748-749 Phong vũ lôi vừa xuất hiện, trên sân lập tức mọi âm thanh yên tĩnh, mỗi người đều nín thở ngưng thần, hết sức nghiêm túc, cái này 300 năm tới, vũ vực cũng không bình tĩnh, rất nhiều thế lực vẫn lạc, cuộc khởi thế lực cũng nhiều vô số kể, mà hiên viên đế quốc, tuyệt đối là cái này rất nhiều trong thế lực thế lực đáng sợ nhất một trong, hiên viên đế quốc ở nơi này trong vòng 300 năm. Chinh chiến thiên hạ, Tại vũ vực các nơi đều dấy lên hừng hực chiến hỏa, đem nguyên bản vũ vực rất nhiều đế quốc tiêu diệt rất nhiều, trở thành toàn bộ vũ vực đứng đầu nhất đệ nhất đế quốc. Đây là bực nào bá khí, hắn con cái vua chúa xuất hành, tự nhiên làm cho người kiên kỵ, ha ha. Gió lôi đế tử đi tới quảng trường, khóe miệng mỉm cười, nhưng hắn nụ cười. Cũng vô cùng cao ngạo, đây là một loại in vào ngạo khí tận trong xương tủy nhiên, đem thiên địa vạn vật coi là sâu kiến. Tất cả cặn bã ngươi, a à đột nhiên hắn thấy được trần tư tưởng nhớ ánh mắt lập tức sáng lên hai người cũng là thần thể một cái trời sinh mị thể một cái trời sinh lôi thể thần thể ở giữa tự có cảm ứng hấp dẫn lẫn nhau nàng này bất phàm nghĩ không ra ở đây gặp được như thế nữ tử gió lôi đế tử mỉm cười ở dưới con mắt mọi người hướng đi trần tư tưởng nhớ ven đường phàm là có thiên tài đều kìm lòng không được nhường đường bản đế tử phong vũ lôi hiên viên đế quốc con cái vua chúa không biết cô nương phương danh hắn cười nhạt lộ ra tự cho là tiêu sái nhất nụ cười ánh mắt cao ngạo tự phụ giống như quân vương buông xuống ánh mắt của hắn mười phần trần trụi khó nén hắn kinh diễm chi sắc hắn thấy mỹ nữ phối anh hùng trần tư tưởng nhớ bực này nữ tử chỉ có hắn phong vũ lôi mới có thể phối hợp hắn có tự phụ tư cách bởi vì hắn là hiên viên đế quốc con cái vua chúa trần tư tưởng nhớ ánh mắt thanh lãnh nhưng là cũng không ngôn ngữ như thế nào không muốn cáo tri gió lôi đế tử cười tay phải hắn nhô ra trực tiếp chụp vào trần tư tưởng nhớ khăn che trên mặt muốn dòm ngó chân dung hết sức không kiên nể gì cả toàn trường truyền đến một tràng thốt lên viễn ma tông ma nữ tất cả mọi người ngấp nghé mặt mũi nhưng như gió lôi đế tử như thế trần trụi nhưng vẫn là đệ nhất nhân trần tư tưởng nhớ biến sắc ông nàng đưa tay, trước người có kiếm khí ngưng kết, tiến lên ngăn cản, cô nương là ở thăm dò bản đế tử sao. Gió lôi đế tử khóe miệng nụ cười không giảm, năm ngón tay khuất trương, lấp bốt, lập tức có lôi điện phun trào, đem kiếm khí nát bấy, cái kia năm ngón tay tăng vọt thần mang, tiếp tục vồ bắt mà đến, lại cười nói, như bản đế tử có thể thấy được cô nương chân dung. Liền thỉnh cô nương ủy thân cho bản đế tử, làm bản đế tử thiếp. Hắn như thế tự phụ nói, dường như để cho huyễn ma tông ma nữ làm thiếp, là một kiện không thể bình thường hơn được chuyện, gió lôi đế tử, ngươi quá mức, ta huyễn ma tông ma nữ, há có làm thiếp đạo lý. Có xinh đẹp âm thanh vang lên, là cái kia huyễn ma tông cao thủ, thanh khách một tiếng, ma ảnh thời gian lập lòe. Đã đi tới trần tư tưởng nhớ trước mặt, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, liền đem đầy trời lôi điện phai mờ, làm càng. Quát lớn vang lên, quanh, vi áp đáng sợ chấn nhiếp mà đến, Hiên giật đế quốc trong đội ngũ, một lão giả xuất hiện, mắt lộ ra lãnh mang, không nói hai lời, một trưởng vỗ ra, ầm ầm, thân thể của hắn đầu tiên là phát ra kim quang, tiếp lấy lại biến thành màu vàng lam. Tiếp lấy lại biến, lộng lẫy quang hoa chảy xuôi, từ tất cả trong tế bào chảy ra, tinh thần lực ngưng kết lại tản ra, trực trở lóa mắt, giống như thần vương hàng thế, là lưu ly kim thân, hiên viên đế quốc hộ pháp, kim thân võ hoàng các bằng phách. Trong đám người có người kinh hô, các bằng phách, tên hiệu kim thân võ hoàng, mặc dù không phải võ đế cường giả, lại tại võ hoàng bên trong có chớ đại uy tên. Thậm chí, từng tại một chính thiên vũ đế cường giả giao thủ, bị một trưởng oanh trúng, thế mà chỉ là trọng thương, chưa từng vẫn lạc, trở thành vũ vực bên trong một cái truyền kỳ, nguyên lai like là các huynh giá lâm, ha ha ha. Cô gái xinh đẹp thanh khách cười khẽ, thần sắc lại trở nên vạn phần nghiêm túc, Thân hình đột nhiên huyển hóa ra vô số đạo hư ảnh, phốc phốc phốc, từng đạo hư ảnh tại các bằng phách đánh xuống. Tầng tầng nát bấy, liên tiếp đánh bể 13 đạo hư ảnh, lúc này mới dừng lại, ông, nhưng vô số huyển ảnh phá diệt sau đó, phân tán khói đen, cấp tốc ngưng kết, càng lại độ biến ảo trở thành cái kia cô gái xinh đẹp, thanh khách cười khẽ, lông tóc không thương, huyển ảnh võ hoàng diêm xảo huyên. Kim thân võ hoàng cười lạnh, các hạ huyển ảnh ma công hoàn toàn chính xác lợi hại đón thêm ta một chưởng hắn phất tay lại muốn ra tay dừng tay gió lôi đế tử đột nhiên một tiếng nhạc uống lệnh kim thân võ hoàng dừng tay lại da đầu mọi người rung lên không hổ là gió lôi đế tử cái khác trong đội ngũ bình thường đều lấy lĩnh đội cường giả vi tôn nghe theo mệnh lệnh có thế hiên viên đế quốc đội ngũ kim thân võ hoàng nhưng là nghe theo gió lôi đế tử mệnh lệnh trên lệch này thật đúng là đại bất quá Ai bảo hắn là gió lôi đế tử, hiên viên đại đế phong thiểu vũ nhi tử, gió lôi đế tử bị ngăn cản, không có chút nào buồn bực, ngược lại cười hít mắt nhìn xem huyễn ảnh võ hoàng, đạo, ngươi huyễn ma tông ma nữ không muốn làm thiếp, chẳng lẽ còn muốn làm đan không thành. Làm đan. Huyễn ảnh võ hoàng diêm xảo huyên thanh khách một tiếng, nhược phong lôi đế tử tương lai có thế thành gió lôi đại đế. Ngược lại cũng không không gì không thể, hiện tại sao? Ha 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 đám người nhao nhau hít một hơi lãnh khí, cả đám trợn mắt há mồm, phong lôi đại đế, cái này huyễn ma tông yêu nữ thật đúng là dám nói, huyễn ma tông ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá, gió lôi đế tử bây giờ chỉ là rất nhiều con cái vua chú một trong, vẫn xứng không hơn các nàng huyễn ma tông ma nữ, trừ phi gió lôi đế tử có thể trở thành hiên viên đế quốc người thừa kế. Đế quốc đế vương, mới có thể cân nhắc, ha ha ha. Gió lôi đế tử cười to, có ý tứ một cái ma tông yêu nữ thế mà cũng nghĩ làm đế vương vợ dũng khí từ đâu tới ánh mắt của hắn phúc chốc phát lạnh đạo nếu ta bây giờ phải có đấy đường đường con cái vô chúa thế mà như cái sắt bên trong quỷ đói chẳng lẽ hiên viên đế quốc không có nữ nhân sao lúc này một đạo hồ nghi thanh âm yếu ớt vang lên nhưng lại rõ ràng truyền ra ngoài ai gió lôi đế tử giận dữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên là hắn những người khác cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người nói chuyện, lập tức trợn mắt hốc mồm, lại là Tần Trần, tiểu tử này, hoặc nị vị sao, đang cắt một phương, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cố lão cả giận nói, Tần Trần, ngươi nói bậy bạ gì đó, còn không hướng gió lôi đế tử xin lỗi. Sau đó hắn vội vàng chắp tay, đạo, gió lôi đế tử, kẻ này vừa tới vũ vực, không biết quy củ, còn xin con cái vua chúa thứ lỗi chẳng lẽ ta nói sai sao? Tần Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người này vừa lên tới liền cùng sắc quỷ đồng dạng, nhất định phải nhìn chầm chầm con gái người ta. Con gái người ta không muốn, còn mặt dày mày dạng, thật là con cái vua chúa sao? Đường đường con cái vua chúa, không phải là cao cao tại thượng, khí thôn vạn vật, quân lâm thiên hạ sao? Làm sao có thể như cái lưu manh một dạng, không phải là giả mạo A? T. Hắn nhịn không được chính mình lộ ra kinh sợ, giả mạo con cái vô chúa, đây chính là tội lớn, nói không chừng còn có khác ý đồ, nhất định muốn hỏi thăm tin tường. Gió lôi đế tử mặt của đều tái rồi, vũ nhục con cái vô chúa, ngươi tự tìm cái chết. Kim thân võ hoàng giận dữ, sắc ý bắn ra, hướng về tầng trần chính là đấm ra một quyền, muốn đem các ngươi ở đây ra tay đánh nhau, sẽ không phá hư cổ ngu giới cửa vào sao? ta xem vừa rồi các ngươi giao thủ thời điểm, những thứ này mê vụ thế nhưng là không ngừng đang lắc lư. Tần Trần hét lớn, cái gì? Kim thân võ hoàng theo bản năng trên tay dừng lại, có thế chợt, lại đánh tới, dừng tay. Cố lão quát lạnh, ra tay ngăn cản, quanh, quanh minh vang vọng, cố lão liên tiếp lùi lại hơn 10 bước. Lúc này mới ổn định thân hình, thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệt, còn dám ra tay, tự tìm cái chết kim thân võ hoàng giận quá, lại lần nữa đánh tới, các bằng phách, chào ngươi lớn uy phong, đây là đan cát, còn luận cũng không đến phiên ngươi dương oai. Có quát lạnh tiếng vang lên, là ti đồ chân ra tay rồi, vanh, hắn ra tay, trong lòng bàn tay như tinh thần lấp lóe. Đem kim thân võ hoàng công kích ngăn lại, vanh, ngập trời chân nguyên trùng thiên, cổ ngu giới ngoại lập tức hư không khoái động, cả kia sương mù đều không ngừng dâng lên, dừng tay. Tất cả dừng tay thế lực khác cường giả sắc mặt lập tức thay đổi, từng cái quát chói tai, cũng lại bảo trì không được bình tĩnh, căn cứ vào dò xét, cổ ngu giới lập tức phải mở ra, như thế chân nguyên ba động. Vạn nhất như thiếu niên kia nói tới, không cẩn thận phá hủy cổ ngu giới mở ra, phải làm sao mới ổn đây, cổ ngu giới mở ra, quan hệ đến trên sân tất cả mọi người, cho dù là lại kiên kỵ hiên viên đế quốc, cũng không khả năng tùy ý hắn dương oai, kim thân võ hoàng gặp chọc chúng nộ, sắc mặt cũng hơi đổi, hiên viên đế quốc tuy mạnh, nhưng còn chưa tới chấp trưởng thiên hạ trình độ. Vô tội chọc giận rất nhiều đại địch, cũng không sáng suốt, hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm ti đồ chân, đạo, ti đồ chân, các ngươi đang cắt chính là chỗ này sao quản giáo môn hạ đệ tử. Tần Trần, còn không xin lỗi. Ti đồ chân lạnh lùng nhìn xem Tần Trần, cái này. Chẳng lẽ người này thật là hiên viên đế quốc con cái vua chúa, không phải giả mạo. Nhưng mới rồi tần trần lộ ra giật mình vội vàng xin lỗi đạo con cái vua chúa đại nhân còn tha thứ tiểu nhân bất kính tiểu nhân không nghĩ tới con cái vua chúa đại nhân càng là dạng này người thật sự là khụ khụ tiểu nhân đến từ phía dưới bốn vực cho là vũ vực con cái vua chúa đại nhân đều cao cao tại thượng phong thần anh tuấn đâu không nghĩ tới cùng chúng ta kia du côn lưu manh không sai biệt lắm hiểu lầm là hiểu lầm con cái vua chúa đại nhân ngươi tiếp tục tiếp tục a à tần trần chắp tay nhường phong lôi con cái vua chúa tiếp tục phốc đám người nhẫn nại không được nhao nhao cười to tiểu tử này quá trêu chọc nhất định chính là một ngu xuẩn phong lôi con cái vua chúa sắc mặt tái xanh sát ý không ngừng tràn ngập cắt gao nhìn chằm chằm tần trần trong ánh mắt sát ý không có chút nào che giấu muốn giết ta muốn giết ta vậy thì đúng rồi tần trần trên mặt kinh hoàng nhưng trong lòng thì cười lạnh hy vọng đối phương đừng để chính mình thất vọng tại cổ ngu giới bên trong tốt nhất có thể tới tìm chính mình phiền phức phong thiểu vũ nhi tử giết chết hẳn rất thú vị a à, trải qua này nháo trò phong lôi con cái vô chúa lớn hơn nửa tâm cũng không khả năng tiếp tục tại huyện ma tông sở tại tiếp tục tiếp tục chờ đợi lạnh trên một tiếng mang theo kim thân võ hoàng về tới hiên viên đế quốc chỗ tần trần ngươi biết ngươi vừa rồi tại làm gì sao ty đồ chân lạnh lùng nhìn xem tần trần đệ tử biết, đệ tử cũng chỉ là không có ý định, còn xin ti đồ chân đại nhân thông cảm. Tần Trần cung kính nói. Lần này, hắn là thật cung kính, hắn sở dĩ dám đối với phong lôi con cái vua chúa kéo cừu hận, cũng là biết ở nơi này của ngu giới ngoại, đang chắc là tuyệt không có khả năng sẽ để cho dưới quyền đệ tử xảy ra chuyện, có thể nói, hắn dám chọc nộ phong lôi đế tử, cũng coi như là lợi dụng ti đồ chân, không phải vậy lúc trước dưới tình huống đó, trừ phi nhường khô lâu đà chủ ra tay. Bằng không rất khó chống đỡ được kim thân võ hoàng, đương nhiên, liền xem như ti đồ chân không xuất thủ, hắn cũng sẽ không có chuyện, đã từng từng tiến vào một lần cổ ngu giới tần trần, lại biết rõ rành rành, người nếu thật là không có ý định, đó mới hảo. Ti đồ chân lạnh trên một tiếng, về tới vị trí của mình, tần trần có phải hay không không có ý định, hắn sao lại nhìn không ra. Bất quá lúc trước tần trần làm lại làm cho hắn mười phần thưởng thức vừa rồi dưới tình huống đó đám người đứng ngoài xem thiên kiêu nhưng lại không có một người dám mở miệng tần trần lại dám công nhiên trào phúng bực này dũng khí những người khác có ai trên sân rất nhiều thiên kiêu nhìn xem tần trần biểu lộ cũng có chút thay đổi không nói những cái khác chỉ là cái kia dũng khí bọn hắn cũng không bằng không biết sống chết lăng nghĩa bọn người lại là đối tần trần càng thêm ghen ghét trần tư tưởng nhớ cô cô vừa rồi nhìn lầm kẻ này, thật là không tệ. Huyển Ma Tông, huyển ảnh võ hoàng diêm xảo huyên cũng âm thầm gật đầu, trần tư tưởng nhớ cười nhạt một tiếng, tần trần trước đây thế nhưng là tại yêu kiếm tông cũng dám giết yêu kiếm tông đệ tử nòng cốt người. Có thế phổ thông sao, kế tiếp, thế lực khác cũng nhau nhau mà đến, có thế phiêu miểu cung cùng chấp pháp điện, lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện, chuyện gì xảy ra. Sẽ không không kịp a à, tần trần âm thầm lo lắng, hắn cũng muốn biết, U Thiên Tuyết đến cùng có hay không tới, không tốt, cổ ngu giới muốn mở ra. Đột nhiên, phía trước sương mù một hồi phun trào, tầng trần nhìn sang. Biến sắc, quanh, chỉ nghe một tiếng to lớn vang vọng bên trong, trên hoang dã mê vụ dương động, hiện ra một cái thông đạo tới, cổ ngu giới, mở ra, thông đạo mở ra trong nháy mắt, chỉ thấy một cổ đậm đà không gian khí tức từ trong tảng mắt đi ra, đậm đà không gian khí tức giống như là ngưng kết trở thành thực chất đồng dạng trên mặt mọi người mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nhưng là không loạn chút nào, cũng không xuất hiện tranh đoạt vào bên trong tràn cảnh, chư vị, đi vào A. Đột nhiên, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, từ trong hư không truyền ra, mờ mịt không chắc, phản phất xa cuối chân trời, lại phản phất gần ngay trước mắt, là võ đế cường giả, tần trần mỉm cười, quả nhiên như hắn sở liệu, của ngu giới ngoại trong hư không. Còn ẩn núp không ít chính thiên vũ đế, của ngu giới bí cảnh, là vũ vực cực kỳ trọng yếu bí cảnh, các đại thế lực đều sai phái ra riêng phần mình đứng đầu nhất thiên tài cùng lực lượng nồng cốt, một khi hủy diệt, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn, cho nên, các đại thế lực âm thầm đều sẽ điều động võ đế cường giả đi theo. Lấy bảo hộ an toàn, cái này cũng là tần trần dám đắc tội phong lôi con cái vua chúa lý do, mặt ngoài, cổ ngu giới ngoại trật tự là từ ti đồ chân, Kim thân võ hoàng các thế lực lớn đỉnh tiêm hạch tâm võ hoàng để duy trì. Trên thực tế, nhưng là ẩn nấp trong hư không những cái kia chính thiên vũ để duy trì. Tiến vào cổ ngu giới bất kỳ một cái nào danh ngạch đều có ghi chép. Tại cổ ngu giới trong lịch sử còn chưa bao giờ có đệ tử khi tiến vào cổ ngu giới phía trước rơi xuống. Đây là các đại thế lực âm thầm ngầm thừa nhận ở dưới quy tắc ngầm. Kim thân võ hoàng lúc trước đối với tầng trần động thủ liền xem như ti đồ chân không ngăn trở. Hiên viên đế quốc âm thầm ẩn nút võ đế, cũng không khả năng nhường kim thân võ hoàng giết tần trần. Một khi phát sinh loại sự tình này, hiên viên đế quốc trở thành mục tiêu công kích, cho dù là cường đại trở lại, cũng sẽ bị chinh phạt, trừng phạt, không có một cái nào thế lực dám gánh chịu trách nhiệm như vậy. Chuyện này, liền ti đồ chân bọn người chưa chắc giải, nhưng kiếp trước từng tiến vào một lần cổ ngu giới tần trần, nhưng là hiểu rõ rõ ràng, sưu sưu sưu. Tại nơi thanh âm mờ ảo vang lên phía sau, từng cái thế lực lập tức nhau nhau lướt về phía cổ ngu giới. Tại rất nhiều võ đế nhìn trộn phía dưới, không ai dám ngang ngạnh. Các đại thế lực có bao nhiêu danh ngạch, cũng chỉ có thể tiến vào bao nhiêu người. Một điểm bị phát hiện làm bộ, tất nhiên chịu đinh. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh thoáng qua, vậy mà dành trước tất cả mọi người, phóng tới cổ ngu giới, lại không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, càng là muốn vượt quan lớn mật gầm thép vang lên ầm ầm trong hư không một tay nắm hiện lên hướng bóng đen kia vồ bắt mà đi tốc độ nhanh không gì sánh kịp trong nháy mắt cầm giữ hư không đây là cái nào đó võ đế cường giả ra tay rồi không ít người cười lạnh lại dám tại cổ ngu giới dương oai không biết có cường giả trấn giữ sao trong lịch sử cũng không ít người tính toán xâm nhập cổ ngu giới nhưng kết quả ngoại trừ chết chưa bao giờ người thứ hai bàn tay kia vồ bắt phía dưới hư không ngưng kết, đám người cũng thấy rõ bóng đen kia chân diện mục, lại là một đầu màu đen mèo mập. Toàn thân đen như mực, giống như con né đồng dạng, là huyết thú. Vẫn là linh sủng, đám người kinh ngạc, cái kia màu đen mèo mập bị giam cầm trong hư không phía sau, võ đế bàn tay phút chốc vồ xuống xuống dưới, phù một tiếng, đem hư không tan thành phấn vụn, có thể khiến đám người khiếp sợ là, cái kia màu đen mèo mập lại bàn tay trảo lũng trong nháy mắt phút chốc biến mất. Sau một khắc, Trực tiếp xuất hiện tại cổ ngu giới trong thông đạo, về một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, tiến vào liễu cổ ngu giới, đám người trợn mắt khóc mồm, thế mà bị cái này màu đen mèo mập trốn, mà trong đám người càng khiếp sợ, vẫn là tần trần, dựa vào, mèo mung lớn, nó lúc nào tới đến vũ vực, con mèo đen này chính là trước đây tần trần từ thiên ma bí cảnh bên trong được mang đi ra cái kia. Chỉ bất quá mang ra phía sau, đại mèo mập liền tự mình biến mất, cũng không biết đi nơi nào, chưa từng nghĩ lại ở đây xuất hiện, hơn nữa đang tránh được trấn thủ cổ ngu giới võ đế ngăn cản, tiến vào liễu cổ ngu giới bên trong, cái này Nghịch Thiên, đáng giận. U u gầm thét vang lên, mang theo phẫn nộ, cái kia võ đế tại tức giận, hư không đang chấn động, phía dưới tất cả mọi người đều cảm thấy từng trận ngạt thở. Hô hấp khó khăn, ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước, thế mà thả chạy một con mèo đen, cái kia võ đế chỉ cảm thấy tức giận dị thường, vô cùng phẫn nộ hừ, đừng tưởng rằng tiến vào liễu cổ ngu giới thì không có sao, ba năm sau, cổ ngu giới mở miệng mở ra, bản đế ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào chạy ra bản đế tay lòng bàn tay. Ẩn chứa sát ý âm thanh vang lên. Cái kia võ đế gầm thét một tiếng, đạo, các ngươi đi vào đi, nhưng người nào nếu lại dám đùa hoa văn, giết chết bất luận tội. Hắn là nổi giận, không chỉ có là hắn, trong hư không mấy vị khác trấn thủ võ đế cũng nổi giận, khí tức mơ hồ tản mát, không còn triệt để ẩn nấp, mà là hết sức chăm chú, một khi ngoài ý muốn nổi lên, chắc chắn lôi đình ra tay, đám người không dám vọng ngữ. Nhao nhao tiến vào cổ ngu giới bên trong, mắt thấy rất nhiều đội ngũ một cái đều tiến vào liễu cổ ngu giới bên trong, tầng trần nội tâm cũng càng thêm khẩn trương, cố lão, ta nghe nói vũ vực bên trong có một cái đỉnh tim thế lực, tên là chấp pháp điện, như thế nào không thấy chấp pháp điện nhân. Nhìn thấy sắp đến phiên đan các đội ngũ, Tần Trần cuối cùng nhịn không được vấn đạo. Chấp Pháp Điện. Cố lão nở nụ cười, như thế nào, chẳng lẽ ngươi về sau còn nghĩ gia nhập vào Chấp Pháp Điện không thành. Chấp Pháp Điện thuộc về khai phóng tính thế lực, các đại thế lực đệ tử cũng có thể gia nhập vào, ha ha, chỉ là có chút hiếu kỳ. Yên tâm đi, Chấp Pháp Điện sao lại không tới, tên của bọn nó ngạch thế nhưng là vũ vực các đại trong thế lực nhiều nhất. Chỉ bất quá chấp pháp điện xem như chấp trưởng vũ vực hình phạt thế lực, bọn chúng cùng phiêu miểu cung bình thường đều sẽ cuối cùng mới đến, thậm chí có thời điểm các cái khác thế lực đều tiến vào sau đó, bọn chúng mới có thể đuổi tới. Cố lão đạo, thì ra là như vậy. Tần trần sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại nhịn không được nghi hoặc. Chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung thế mà cuối cùng mới đến, thậm chí tại mọi người đều sau khi tiến vào mới đến, cái này. Quả thực có chút quỷ dị, phải biết cổ ngu giới cửa vào mở ra, thường thường chỉ có một canh giờ không đến, một khi không đuổi kịp, đem không cách nào lại tiến vào, lại có thế lực sẽ bóp lấy điểm tới. Đây không phải tự tìm phiền phức sao. Tất cả mọi người các ngươi, theo sát ta. Phía trước, họ tư đồ thật là lạnh quát một tiếng, bay lượng hướng về phía cửa vào, đem tầng trần từ nghi hoặc bên trong đánh thức, tầng trần nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên cố lão nói như vậy ít nhất chứng minh chấp pháp điện cùng phiêu miễu cung nhân vẫn sẽ tới mình cũng an tâm ba người các ngươi cẩn thận hy vọng ba năm sau lão phu có thể nhìn thấy các ngươi sống sót đi ra trước khi đi cố lão hướng về phía tầng trần ba người đạo trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi mang theo tầng trần bọn hắn như thế mấy tháng cố lão cùng ba người cũng coi như là có không nhỏ giao tình xem như trưởng bối cũng hy vọng tầng trần ba người có thế bình yên vô sự từ cổ ngu giới bên trong đi ra. Tầng trần ba người có chút xúc động. Đi tới vũ vực đang cắt hành cung sau đó, bọn hắn gặp phải, cơ bản đều là đang cắt các thiên tài khinh bị ánh mắt khinh thường. Chỉ có cố lão, là ở chân chính quan tâm bọn hắn, chỉ điểm bọn hắn, phần ân tình này, bọn hắn không cách nào quên. Cố lão ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ còn sống đi ra. Ba người gật đầu mà góp lấy đội ngũ đằng sau tiến vào liễu cổ ngu giới. Trước khi đi, Tần Trần cảm nhận được một cổ tràn ngập sát ý ánh mắt, nhưng là gió kia lôi đế tử, đang lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình, đến đây đi, chờ mong xuất thủ của ngươi. Tần Trần cười lạnh một tiếng, quay người tiến nhập thông đạo, biến mất ở liễu cổ ngu giới bên trong, rất nhiều thế lực, hao phí tới tận nửa canh giờ, mới tất cả đều tiến vào liễu cổ ngu giới bên trong. Ầm ầm, phản phất coi là tốt đồng dạng, tại rất nhiều thế lực tiến vào cổ ngu giới trong nháy mắt, nơi xa, có kinh người ba động truyền đến, hai chiếc chiến hạm, buông xuống cổ ngu giới ngoại, chính là phiêu miễu cung cùng chấp pháp điện, sưu sưu sưu, từng người từng người thiên tài cùng cường giả từ trong chiến hạm bay lượn xuống, số lượng nhiều, viễn siêu khác bất kỳ một thế lực nào. Giống đang các dạng này đỉnh cấp thế lực, thiên tài thêm võ hoàng, danh ngạch là 100, nhưng này hai thế lực lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, lại khoảng chừng hơn 300 người, bình quân xuống, mỗi cái thế lực so bình thường đỉnh cấp thế lực, lại nhiều hơn 50, 60 người, những người này, một cái người mặc màu đỏ cung bào nữ tử đi ở phía trước, trên thân tản mắt kinh người khí tức. Càng là tên võ đế, ở sau lưng nàng, một phần trong đó người, người mặc cung bào, đều là tuyệt sắc nữ tử, còn có một một số người, thì người mặc chấp pháp điện áo giáp, lại có nam có nữ, trừ cái đó ra còn có hơn 20 người, toàn thân bị hãm hại sắc áo giáp bao phủ, mặt mang mặt nạ, khí thế cực kỳ lạnh lùng đáng sợ, mà một đám người mặc chấp pháp điện áo giáp người bên trong. Có một bạch y nữ tử, lúc này đang không ngừng dò xét bốn phía, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì, nhìn thấy trống không cổ ngu giới, mang theo thất lạc, bên cạnh nàng một cái tuyệt sắc nữ tử lúc này cười nói, "Thiên Tuyết, ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã dò hỏi" tần trần tên kia thế mà thu được đang các đan đạo thi đấu quán quân, tất nhiên sẽ được đưa tới vũ vực bên trong. Chắc hẳn bây giờ cũng đã tiến vào cổ ngu giới. Nếu như tần trần ở đây, một mắt liền có thể nhận ra, hai người này chính là U Thiên Tuyết cùng cơ như trăng, xích hà võ đế, căn cứ vào hiệp nghị, phiêu miễu cung cùng chấp pháp điện hai thế lực lớn, tất cả thế lực hẳn là chỉ có 150 người danh ngạch, vì cái gì lần này vượt qua 23 người. Lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh vang lên. Từ trong hư không truyền đến, bình thường chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung danh ngạch là 150 người, hai thế lực lớn hợp lại là 300 người, cái này bây giờ, tràng thượng thiên tài cùng võ giả lại cao tới 323 người, lệnh cái kia trấn thủ. Video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.